the FaZe Clan. It's a bit of a weird one. They've tried to get a little bit funky there. Maybe it turns out they're out of pocket a little bit. They should have gone with something safe like an overpass. So if Big can get Dust 2, which is certainly up in the air, then they'll have a shot on that one. If you get to Inferno, I will say I think that's a tough one. Obviously, the FaZe Clan is very, very good on that. Yeah. But then again, no one expected Big to be here. There's no real pressure. Chúng ta sẽ cùng đến với màn hình in-game của trận đấu giữa Big và FaZe Clan. Trận đấu này sẽ quyết định rằng ai sẽ là người góp mặt vào trận đấu chung kết và đối đầu với các thành viên của team Na'Vi. Sau khi Na'Vi giành chiến thắng 2-0 trước Astralis, thì bây giờ họ đang chờ đợi đối thủ cuối cùng của mình. Round thi đấu đầu tiên là Pistol Round. FaZe Clan, đây là map pick của team Big. Và FaZe Clan họ chọn chơi bên phía City Side trước. Dự đoán kết quả ngày thi đấu hôm nay, rất nhiều anh em dự đoán sẽ là 2-1 dành cho team nào thì chưa biết, chỉ biết là 2-1 thôi. Một quả smoke vừa rồi đã được ném từ T-Bay ra short thì phải. Họ vẫn chia ra với một bài đánh khá dị của bên phía team Big. Giữ lại 3 người khu vực gần top mid. Đã có những tín hiệu đẩy lên từ FaZe Clan rồi. Bây giờ thì Warden đang đẩy tôn. Warden đẩy tôn phát hiện ra Next, nhưng Warden là người bắn lơi trong tình huống vừa rồi. Next có cái đầu của Guardian. Guardian có một tình huống đổi lên để lấy info cho những người đồng đội của mình nhưng không thành công. Và lần này thì Big họ có vẻ như họ biết được rằng FaZe Clan luôn luôn có những tình huống đẩy ở những round đầu tiên, nên là họ đang hold lại khá chắc chắn ở các đường chạy. Sau khi dụng mất Guardian thì bây giờ họ đã chia ra một người solo ball side B, và cùng với đó là 2A. Nico đã đẩy hết qua được cửa ấy lòng rồi. Bây giờ thì Nico lộ vị trí cho Gobby là người bắn lỗi, và Nico có cho mình cái đầu của Gobby. Carrigan đang thủ khu vực bom sai A, và đó chính là ở chiếc xe này. Bây giờ thì Carrigan lộ ra, Carrigan gả một TG, nhưng bây giờ thì Nick đổi mạng. Nico có hai tap cho mình. Clapsen là người nằm xuống tiếp theo. Và Nico sẽ làm gì? Nico có tap tiếp theo, đó là triple kill cho Nico rồi. Và Smuja là người nằm xuống cuối cùng khi hiệu trưởng Ren kết thúc mạng của Smuja. Và đó thắng Pistol đã thuộc về FaZe Clan. Họ đã có cơ hội up súng rồi. Nico, vâng, Nico quá gót ở trong round đấu vừa rồi khi vả ba mồm. Bây giờ Nico có kit, có M4, có smoke cùng với flash luôn. Vả ba mồm là đơn giản. Nico, một tài năng trẻ của FaZe Clan, mới chỉ sinh năm 1997 thôi, Nico bằng tuổi mình. Nhưng mà bây giờ Nico đã thi đấu một team khá là lớn, bằng tuổi mình mà kiếm hàng chục nghìn đô, trăm nghìn đô, tham gia ở rất nhiều giải đấu lớn, và tên tuổi vang danh khắp thế giới. FaZe Clan, khi mà Big họ pick cái map Dust 2 này thì phải nói là họ đang phải đối chọi với những cuộc đụng độ về đấu skill với FaZe Clan. Hình ảnh của Carrigan là người đứng ở giữa, đúng với vị trí mà anh ấy đang ngồi ở dàn máy của Alienware thì đúng hơn. Xin lỗi anh em, chúng ta cùng xem lại pha táp mồm của Nico, và cuối cùng là pha pick mạng của Rain. Sau cái round đấu vừa rồi thì có vẻ như là có pause để lỗi gì đó chẳng hạn. Captain in-game leader ở bên phía team FaZe hình như đó chính là Carrigan. Carrigan là in-game leader của FaZe Clan. Vị trí của Carrigan chỉ việc đứng tính tiền với Cole thôi, thu ngân. Bây giờ có lẽ như đặt cho Carrigan một cái biệt danh khác, đó chính là thu ngân của FaZe Clan. Round đấu này thì Big họ chắc chắn sẽ phải eco rồi. Họ cần phải lấy lại cho mình một cái round thắng. Và vừa rồi thì Warden, Guardian đã bắn yếu được một người. Guardian hạ gục thành con copy với khẩu scout. Guardian suýt chút nữa thì vậy tiêu được một mồm, nhưng quá đáng tiếc khi Smuja là người sát down Guardian ở khu vực cửa mid. Map thi đấu Dust 2 này là map thi đấu đấu skill quá nhiều, những cái tình huống di chuyển của cái team chỉ có đấu nhau thôi, chỉ có ra mà bắn nhau thôi. Next cầm DE. Vâng, Big họ mua cho mình hai khẩu DE và hai khẩu PA50. Gobby đã phải nằm xuống từ rất sớm rồi khi những tình huống di chuyển ra mid của Guardian là hợp lý. Lần này thì bên phía của Big họ sẽ làm gì đây? Có một quả smoke ném ra che ở khu vực cửa B, cùng đó là cửa City luôn. Flash ra mid, chạy đi rất nhanh đến từ vị trí của thầy giáo.
không chính xác là hiệu trưởng. Bây giờ thì bom xe chỉ có một mình Groman thôi. Groman xử lý như thế nào đây? Nick đang đi vào và đó là mạng cho Groman. Nhưng Groman không có mạng tiếp theo và Tizian là người sát đao được Groman ở trong round đấu vừa rồi. Bây giờ thì Nick làm gì? Đó có ba người phía clan di chuyển ở về city thì quá khó dành cho bên phía của Team Big. Đặt bom là thành công. Họ có bom ở thời điểm này nhưng họ quá là yếu người và chỉ còn lại một mình Sumunya cũng yếu người thôi. Hiệu trưởng Ren đang nhảy check. Hiệu trưởng Ren và những người đồng đội mình sẽ ném rất nhiều flat vào đây. Đổi được một mạng đến từ Sumunya. Sumunya cò quay nhưng không thành công và đó là mạng thứ 3 dành cho Nico. Lại là một cái triple kill nữa và round thắng thứ 2 thuộc về FaZe Clan. Lại một round đấu Nico chứng tỏ rằng mình là một thanh niên tay quá to rồi. Một round thi đấu phải nói là khá hay của team Big nhưng họ đã để thua. Bây giờ thì họ có tiền nhưng chắc chắn là họ sẽ giáp lục thôi. Đúng là như vậy, có lục phút giáp lượng tiền là đủ để round sau có thể mua súng. Đây là trận đấu bán kết cuối cùng của ESL Konye 2018. Trận đấu này sẽ quyết định xem là đội nào sẽ là slot thứ hai để tham gia vào trận đấu chung kết. Na'Vi đã là cái tên đầu tiên rồi. Thầy giáo Ren, hiệu trưởng Ren, chúng ta cầm cho mình một khẩu FAMAS. Lại là giữ mid. Bây giờ thì sẽ là hai người đứng bom xoay A và hai đứng bom xoay B. Và vị trí của hiệu trưởng Ren di chuyển về đó chính là từ khu mid về city. Họ sẽ đổi vị trí cho nhau. Guardian đây rồi. Guardian cầm MP9, phát hiện ra một người nhưng chạy về để côn đồng đội mình đây. Bây giờ thì lại back trở về, không đẩy lên mid nữa. Những sự tập trung cao độ của bên phía team FaZe Clan liên tiếp dùng Free Fire nhưng bây giờ thì Guardian yếu máu. Vâng, xấy MP9 chỉ trúng đúng một hit vào chân của Tapsen. Guardian đang bắn khá lỗi ở những round đầu tiên này. Lại là chết chạy gaming rồi. Bây giờ thì Nico xoáy, Nico spray qua đây. Có mạng cho Nico hay không? Một mạng rồi, hai mạng rồi. Bây giờ thì Nico tap tiếp. Nhưng tap là trượt. Nico rút DE ra. Smuja quay lại và Smuja kết thúc mạng của Nico. Nhưng bây giờ thầy giáo Ren có mặt kịp thời. Có lẽ nhưng đó là giám sát. Và bây giờ thầy giáo Ren nằm xuống và chỉ còn lại một mình tap sen ở đây thì quá khó rồi. Và mạng cuối cùng dành cho Carrigan với tỷ số là 3-0 bên phía của team FaZe Clan. Một tình huống di chuyển lên khu vực exhaust để bắt bài của Nico. Và khá đáng tiếc khi chỉ được đổi được hai mạng mà thôi. Đến cái tình huống cuối cùng thì hơi khó một chút. Chúng ta cùng xem lại. Đây là Nico, 8 viên và 2 viên cho một cái đầu, 6 viên còn lại thì là hơi khó. 3 round đầu tiên đơn giản dành cho FaZe Clan. Lần này thì bên phía của Team Big họ sẽ di chuyển ra hai người. Bây giờ thì tất cả ra A-Long rồi. Carrigan ở đây có bắt được hay không? Carrigan quay mặt né flash Tazian. Carrigan đổi được một mạng và đó là Nick nằm xuống. Bây giờ Carrigan nằm xuống bên Tizian. Xây qua smoke và rất nhiều Sumuja có mạng của Ren. Ở khu vực xe vẫn còn Nico với khẩu ốp này. Bây giờ thì Nico đã mua ốp. Tình huống di chuyển A-Long vừa rồi chỉ đổi là một người mà thôi. Guardian cầm MP9 và sẽ đẩy láo về khu vực T7. Roman cầm cho mình một khẩu UMP45. Những tín hiệu back lại của team Big rồi. Có lẽ họ đã biết là team FaZe Clan họ sẽ đẩy lên lấy info. Ngay bây giờ thì Guardian sẽ phải đối mặt với hai người của Big. Guardian làm gì? Kê T-Bay luôn. Và kê rất chắc chắn đến từ Tizian. Có vẻ như họ đã biết nhưng bây giờ bắn như kiểu biết vị trí của nhau luôn. Quay mặt đi né flash. Không check về T-Bay nữa rồi. Có mạng để cho Guardian. Nhưng Guardian quá vội vàng trong đường đó khi chỉ đổi được copy mà thôi. Guardian đã quá vội vàng. Nico bắn trượt. Ôi, vứt ốp đi. Bắn M4 thôi. Cầm mốp làm cái gì? Móc tiếp lần sau từ chiều Croman. Croman không đổi được mạng vào round thắng đầu tiên thuộc về Big. Không hiểu sao đúng vừa rồi. Nico lại có một tình huống cầm ốp đẩy sót như vậy. Thôi game nó dễ, các anh đừng có làm nó khó nữa. Đã bảo là cầm M4 đi rồi. Xong được có ông Warden đẩy với T-Bay. Xấy MP9 quá vội vàng. Khi đó là một tình huống móc sau. Hoặc có thể dễ hơn nữa thì quốc gia mình cầm dao lên, mình làm 3 người đơn giản. Round thắng đầu tiên đã thuộc với Team Big. Và 3-1. Round thi đấu thứ 5. Lần này thì bên phía của FaZe Clan họ sẽ phải force buy. Lượng tiền của họ là yếu. Nico mua M4 đẩy shot. Gobby và Tapsen có đẩy qua quả smoke này hay không? Chưa thấy có tín hiệu rút flash ra. Đâu rồi?
Bây giờ thì Carrion làm gì? Băng qua quả smoke này. Ra rồi, nhìn thấy rồi. Nhưng Carrion, Carrion có tình huống rút smoke ra là sai timing. Và hai người của bên, ba người của bên phía Infect Clan đã bị hạ gục. Chỉ có lại một mình Guardian và Crowman. Bomb side A bây giờ đã trống. Guardian và Crowman lại thủ bomb side B. Có vẻ như lần này họ sẽ xếp xuống rồi. Có kit đến từ Crowman rồi, họ có cố gắng retake hay không? Hay sẽ chỉ là xếp súng? Guardian đã có cho mình 2 mạng và chết 4 mạng. Khi hai round đấu có rất nhiều cơ hội để pick người nhưng lại chết chay. Tấu hài cực mạnh là của team Face Clan. Có vẻ như trận đấu này Guardian chưa warm up. Guardian cần phải warm up ở những round đầu tiên. Súng thì toàn súng đẹp nhưng mà bắn thì toàn trượt. Chắc chắn sẽ xếp súng ở khu bom side B đến từ cái thành viên thôi. Trận đấu này của chúng ta là một trận đấu phải nói là được đánh giá không nhiều dành cho team Mix. Trận đấu 3 sao và trận đấu giữa Astralis và Navi là trận đấu 5 sao thì nó đã cống hiến rất nhiều cho anh em những cảm xúc thăng hoa ở trong trận đấu đó. Và ở trận đấu giữa Face Clan và Mix này thì gần như tôi nghĩ đó là theo đánh giá riêng của tôi thì đó là một trận đấu một chiều dành cho team Face. Sẽ là tình huống boost nhau lên sớm. Bây giờ thì Crowman có một khẩu MP9 dính rất nhiều flash, nhưng Rain cũng dính rất nhiều flash của team Mix. Lần này thì ăn ngay quả nếp vào mặt rồi. Hiệu trưởng Rain của chúng ta đã bị đẩy đi khá xa. Lợi thế đang là hơn người. Với hai khẩu súng của Guardian và Crowman thì họ cần phải lấy lại lợi thế thôi. Ba người đã di chuyển ra ngoài long, vẫn sẽ có người giữ lại ở team bay là chắc chắn rồi. Họ sẽ phải lấy lại lợi thế, họ vẫn sẽ phải kê đẩy thôi. Nếu như mà tất cả mọi người di chuyển đến khu ngoài long thì chắc chắn là A-Shot họ sẽ có những pha căn tham minh và di chuyển ra kịp thời. Smuja cầm mốc. Những cái vị trí mà anh ấy đang ngắm thì có vẻ như là cơ bản ở map thi đấu đất hai. Những cái khẩu ốp kê đẩy, bây giờ thì kê đẩy ra đây vâng không tốt rồi. Sumuya có một tình huống kê trước nhưng bắn là lỗi. Lần này thì ném flash ra đây, Nico sẽ là người nhả. Nico nhả rồi và tap sen lại cầm ốp bắn lơ. Warden có triple kill cho mình. Nhưng bây giờ thì Nico ở A-Shot hơi khó một chút. Nico có mạng của Nex. Một tình huống bắn tốt rồi. Vả mồm rất nhanh và Carrion mặc dù Ico trắng hoàn toàn nhưng vẫn có mạng của Tizian. Round thắng thứ tư. Một round thắng bất ngờ, Foxby bất ngờ dành cho team Fate. Quá hay trong tình huống vừa rồi khi Guardian có một tình huống đổi 3 của A-Shot. Và sau đó thì Nico đã không phụ lòng của người đồng đội. Anh ấy đã pick những người quan trọng nhất còn lại ở khu top mid. Còn lại một mình Carrion thôi. Gáy rồi. Hey, kiểu thế hả? Carrion bắn USB quá họ quá khét. Bây giờ thì Warden cầm ốp thay cho không. Nico vẫn sẽ có ốp, bắn hai ốp, di chuyển ra, né flash đi. Nhưng bây giờ thì Carrion cũng dính rất nhiều flash. Liên tiếp hướng trả flash ra của cả hai team. Carrion headshot được Tizian. Trước khi đó Tizian đổi được mạng, đó chính là thầy giáo Rain rồi. Bây giờ thì trốn đi. Rất nhiều flash được vung ra. Các team viên của team Mix họ vẫn đang hầu lại. Nico có mạng Gobi hút cửa lon rồi. Hai người của bên phía team Mix vẫn đang cố gắng di chuyển ra. Lần này họ có súng nhưng họ quá mạo hiểm thời điểm này. Bom đã rơi rồi. Nhặt bom và thành công, vẫn sẽ có những tướng kê vào đây. Và Carrion là người đã phải nằm xuống ở khu pit rồi. Nico đang cầm ốp, ngắm qua rất điếm. Đúng cái đường mà có vẻ như team Mix họ sẽ đi. Đã chiếm được pit rồi. Và vị trí mà Nico đang đứng thì cần phải về sai. Sẽ xem là như thế nào. Smuya cầm ốp, ngắm lên side thì tôi biết chắc chắn. Bây giờ thì vị trí Crowman đang đứng ở T-Bay. Chúng ta có thể thấy là vị trí T-Bay này Crowman đang đứng có thể bắt được đường mà các thành viên của Big họ sẽ có ý định quay trở về bom side B ở dưới hầm B. Và với cái vị trí đó thì info trở về bom side là rất nhiều để cho cả hai team retake. Nico đã có mạng của Tam Sen thì đó là một tình huống ngắm ở City. Bây giờ thì Guardian lại bắn trượt. Trận đấu này Guardian đang quá chốc, chết cháy liên tục. Bom sẽ được tấn công bom side A. Roman sẽ phải lùi trở về thôi. Nico vẫn đang cố gắng lần mò với khẩu ốp này. Mò mẫn gaming. Roman đã bị hạ gục rồi. Và bây giờ thì vị trí Smuja đang ngắm trước Nico là quá hợp lý. Nico sẽ xử lý hơi khó thời điểm này. Nico bị kẹp chéo và đó là cái đầu dành cho Next. Triple kill dành cho Next rồi. Round đấu thứ 3
dành cho bên phía của Team Big. Tỷ số hiện giờ đang là 3-4. Nếu như map này mà bên phía Fakelan họ thua City Side quá xa thì cơ hội dành cho Big là rất nhiều. Fan hâm mộ của Big họ vẫn đang cố gắng gáy và vẫn đang cố gắng cổ vũ dành cho team của mình, dành cho những idol của mình. Có vẻ như Guardian trận đấu này lại làm điểm viên. Chưa thể xem được kill death của Guardian. Tí nữa thì màn hình chuyển ra thì mình sẽ xem kill death của Guardian như nào. First Clan họ sẽ phải Foxbite, lại là giáp lục rồi. Nico quyết định sẽ bắn ốp không giáp. Lần này thì họ sẽ lại tấu hài. Và Carrion đổi hai mạng rất nhanh của Aylong. Với CZ 12 viên nhưng Carrion đã đổi được hai mạng rồi. Nhiệm vụ Nico bây giờ trong sai đổi thêm một mạng nữa là sẽ có rất nhiều cơ hội dành cho Face Clan. Họ đang Nico nhưng họ đang có tín hiệu giành chiến thắng ở trong round thứ 8 này. Face Clan đang ngắm và Nico có mạng của Smuja. Chỉ còn lại một mình Tazian ở khu cửa long. Đã áp sát về đến Tapsen rồi. Bây giờ thì Tazian cũng phải nằm xuống và thử giáo lên. Tapsen headshot thành công được Nico. Chỉ còn lại một mình Tapsen thôi. Tapsen di chuyển. Không phải di chuyển lôi. Và đó là tình huống gì? Boost nhau lên thông minh của bên phía team Face Clan. Người được boost đó chính là Guardian. Bắn đe một tap vào đầu luôn. 6-3 không 5-3 là tỷ số của Face Clan. Win Fog by là chặt chẽ của Face Clan rồi. Đến lượt Big họ sẽ làm lại như Face Clan ở trong loạt đấu trước. Guardian pick mid rất nhanh. First blood là hoàn toàn chính xác ở khu vực cửa mid. Bom đã di chuyển thẳng vào A-shot rồi. Lần này thì bên phía của Big họ có lên A-shot hay không? 4 người đã di chuyển A-shot. Có lửa. Bây giờ thì lượng bom chỉ có cho mình 2 quả flash và 1 quả smoke mà thôi. Liệu rằng có làm được gì hay không ở trong round này. Họ vẫn đang giữ lại hai shot hai long. Nếu như mà long họ pick được người thì shot sẽ có cơ hội đi lên. Còn nếu như mà long chết thì chắc chắn là hai người đồng đội còn lại của team Big sẽ phải lùi trở về khu bom side B. Tôi xong rồi. Carrigan đang cầm MP9. Check ở đây. Carrigan chỉ đổi được một mạng và đó là mạng dành cho Nick. Có Nico, có Rain ở trong khu xe. Đó là không check rồi nhưng đó là double kill dành cho thầy giáo Rain. Đó là một đoạn thi đấu Foxbite chứ không phải là Eco. Mình không bảo là Eco vì mình biết Eco là như thế nào và Foxbite là như thế nào. 6-3. Fan hiệu trưởng đâu rồi? Anh em nào mà fan hiệu trưởng thì hãy bấm số 1 để ủng hộ cho Fake Clan. Còn anh em nào mà bạn của Nico thì bấm 2 cũng ủng hộ cho Fake Clan luôn. Còn anh em nào mà fan của Big hãy bấm 003. À đâu, xin lỗi các bạn, hãy bấm 113. Rain hai mồm quá nhẹ nhàng ở trong đấu vừa rồi. Bây giờ thì mới là Eco trắng hoàn toàn này. Chỉ có một mình Nex là cầm trên tay mình một khẩu DE và có flash thôi. Bởi vì lượng tiền của Nex đang là đủ. Hai người của Face Clan đã đẩy B lấy info. Rất nhiều flash được búp ra. Carrion sẽ phải đối mặt với 5 thành viên của Team X. Bây giờ thì Carrion làm gì? Carrion xây móc phát là một layup 2-1. Carrion vẫn tắt. Carrion có 3 mồm, Chromeman có mạng copy và chỉ còn lại một mình Nex thôi. Nex còn 19 máu thôi. Carrion có làm 4 cái đầu hay không? Carrion chắc chắn nếu tình huống này là Nex lòi ra đây. Vâng, Carrion đã bị sát đạo rồi. Không có mạng thứ tư. Boost nhau lên trên side và quá khó dành cho Nex. Một tình huống double pick trên khu bom side. 7-3 dành cho bên phía của Face Clan. Quá hay rồi. Những tình huống bắt mồm quá nhanh của Carrion. Sấy một phát là rụng luôn hai cái đầu của Tizian và Tapsen.
Thu Ngân Carrion đang chơi khá tốt. Có việc đơn giản thôi, chỉ việc ra đứng lấy info, bích được người thì bích, không thì nhớ chúng nó eco hay là cái làm cái gì thì bắt đầu tính tiền cho team. Thu Ngân Carrion. À đây, đây chúng ta sẽ đọc là Thu Ngân, Thu Ngân Carrion. Đấy, kiểu nó rất là vần anh em hiểu không? 7-3 rồi, có vẻ như trận đấu này sẽ dễ dàng cho Fakeland thôi. Những tình huống họ có những cái sự phối hợp với nhau là nhịp nhàng, nên Fakeland đang dẫn trước 4 round thắng. Lần này thì cửa tu đang có 2 người, Crowman và Golden đang móc về. Crowman có mạng của Smuya với khẩu hộp này. Boom, quả smoke ra đây. Next quyết định đẩy qua smoke, nhưng đó là tình huống bắn lôi của Crowman. Nico đổi được mạng của Tizian. Next hạ gục thành công của Crowman ở khu vực cửa tunnel. Có một quả smoke ném ra, thêm vào đó sẽ là lửa trả ra mid đến từ bên phía của team Fakeland. Họ chặn vào xa như thế nào đây? Có một smoke vào CT rồi. Nico sẽ quay trở lại với khẩu hộp này. Hai người sẽ chuyển khẩu hộp. Nico đang ngắm, một mạng cho Nico. Một tình huống móc vé tường và chỉ còn lại một mình Next thôi. Và round thắng thứ 8 dành cho Fakeland. Map này bây giờ Dust 2 họ đang hành bên phía của team Big, đã cách biệt là 6 round rồi. Đã có tham ảo đến từ team Big. Hiệu trưởng Rain đang bắn khá hay với khuôn mặt thật sự thất vọng của một thành viên bên phía team Big. Chiều nay đang bắn lại ao, lúc ấy như có vẻ là em có việc bận nên là mới ao đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. 8-3 dành cho Fakeland. Vừa rồi là một tình huống đổi 2 ở trong khu cửa long. Bây giờ thì làm gì? Có vẻ như sẽ là khó. Ba người của Big họ vẫn sẽ giữ lại ở vực low tool. Họ đã di chuyển vào rồi. Và nếu như băng quả smoke này thì có vẻ như là sai lầm. Crowman đang đứng rất rất gần, rất gần đây. Crowman có 1, Crowman có 2 và Crowman có triple kill ở khu vực bom side B. Cực kỳ đơn giản với Crowman. 9-3 cho Fakeland. Và đó là một round thắng cực kỳ đơn giản. Crowman solo bom side B, solo skill luôn. Crowman bắn khá hay khi mà tham gia vào team của Fakeland. Thì hiện giờ Crowman bắn quá hay. Có vẻ như nếu mà Crowman bắn hay như này thì khả năng mà Olof bị gạch đi là khá cao. First clan. Vâng. First clan ở đâu ra? Anh em nhầm rồi. Anh em nghe nhầm rồi. Không phải đâu. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái cách mà bên phía của team Big họ đánh. Hiện giờ thì họ đang di chuyển khá nhiều ở khu mid. Nhưng rất đáng tiếc là cái lượng đổi mạng nó không nhiều để họ có lợi thế dành cho mình. Di chuyển hai low turn. Hai shot rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem là họ ngắm như nào. Bonsai B chắc chắn là chống hoàn toàn. Hold lại ở mid khá lâu đến từ team Big. Quyết định sẽ là làm gì? Có tín hiệu quắc về B. Vị trí mà Tizian đang đi B có thể sẽ quắc B ở thời điểm này. Hai người đã thủ bonsai B rồi và nên chỉ cần vào B thôi. Và có một chút sơ suất thì sẽ là round thắng tiếp theo dành cho Fakeland. Bây giờ thì lửa trả vào đây. Guardian lại bắn trượt rồi. Rồi xong với quả bắn trượt này thì sẽ là hơi khó. Rain thấy giáo Rain thì đổi được một mạng mà thôi. Guardian có double kill cho mình ở trong side, đó chính là Copy và Next. Lần này chỉ còn lại một mình Tizian và Smuya thôi. Ai sẽ là người làm được? Dính flat là đến từ Guardian.
Lần này thì cả hai người của Team Big đã yếu máu hoàn toàn. Thời gian không còn nữa và sẽ là đặt bom. Nhưng đặt bom là lộ người rồi, và round thắng thứ 9 dành cho bên phía của Team FaZe Clan. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Round thắng thứ 10. Nếu trận đấu này dừng lại với tổng tỷ số là 12-3, sang là 16-3 sẽ là rất đơn giản. Những tình huống đổi mạng là cực kỳ nhanh chóng của bom sai B. Bây giờ thì có tín hiệu tràn lên A-shot đến từ bên phía của Team X. Họ sẽ có một AK-47 đến từ góc. Có dám tràn vào hay không mới là điều quan trọng. Bây giờ thì phun người cũng chưa chắc có thể vào được. Họ vẫn đang hầu khá là chặt chẽ thời điểm này. Và Big có vẻ như đang đợi chờ một điều gì đó. Big đang di chuyển vào. Đáng check sai. Free fight trước. Thì chúng ta cùng xem là Carrion xử lý nào trong tình huống này ở khu cửa long. Yên đau mắt quá anh em ạ. Nico và Carrion cùng với Gobby. Vừa rồi Nico đã bị shut down rồi. Carrion đã có double kill khu pit. Lần này thì Tam Sen yếu máu. Tam Sen hạ gục bởi Rain. Và cuối cùng thì đó chính là mạng dành cho Rain. Round thắng tiếp theo là của FaZe Clan. Quá dễ rồi. 11-3. Vụt hạp cuối cùng. Round đấu cuối cùng, hiệp đấu thứ nhất. Một cơ hội tận dụng map City của Team FaZe Clan. Ở Guardian có những tình huống di chuyển mà quá lỗi. Chúng ta cùng xem bây giờ một tình huống buff flat ra và Top Xe và những người đồng đội của mình spam qua rất nhiều qua quả smoke đó. Và Carrion đã phải nằm xuống rồi. Bây giờ thì Next đặt tâm quá chính xác. Roman đã bị hạ gục ở khu bom sai B. Bom sai B đã chống hoàn toàn. Hai người của Lotus đang cố gắng di chuyển về. Bom đã đặt thành công rồi. Lần này thì ở mid đang vẫn còn người, đó chính là Top Xe di chuyển ra từ Zero Rain. Đặt tâm là cực kỳ hay và cực kỳ chuẩn xác, và chỉ còn lại một mình Nico thôi. Định chim à? Nào. Thôi xong rồi. Và đó là một round đấu quá hay của Team Big. Nico không chạy được. Rất đáng tiếc khi quả no scope thứ hai thì lại bắn trượt. Quá khó dành cho Big ở round đấu vừa rồi. Nico có vẻ như đang cười hơi mỉm. Bố mình sẽ trả thù. Đấy, đó. Bố mình sẽ trả thù. Hiểu, anh em hiểu không? Bắn ở bên T, ở bên City hay như thế nào thì sang bên T sai không biết có hay hơn không đây. Chúng ta anh em chút thì chạy ra đấy cũng được lắm nhá. Thank you.
chúng ta sẽ cùng đến với Pistol Round. Và có lẽ thì vừa rồi Guardian lại người chết chay đầu tiên. Guardian lại chết chay đầu tiên rồi. Đó là mạng dành cho Top Sen. Bây giờ thì Face Clan họ sẽ di chuyển một người giữ mid. Chromeman mua DE round 1 luôn. Chromeman được đồng đội đốt cho. Chắc là Carrigan. Không phải Carrigan rồi. Và đó là Warden. Warden đã quyết định là thí cho Chromeman cầm DE phun giáp. Somoya đã yếu máu ở khu vực xe. Chromeman bắn DE tát một viên vào đầu của Top Sen. Và chỉ cần là mình Gobby không sai thôi. Gobby đang làm gì? Gobby trừ 70. Chromeman dính flash. Sát down thành công của Chromeman. Và cuối cùng thì Gobby cũng phải nằm xuống bởi thầy giáo Ren. Và cuối cùng nữa thì Tizian nằm xuống. Bây giờ thì Carrigan đã có mạng. Mà chỉ còn lại một mình Next thôi. Một tap vào đầu của Ren. Next sẽ 1v2. Móc sau từ Nico. Nhưng bây giờ Nico bắn lỗi rồi. Và rất may mắn khi Carrigan đã ra và cover thành công. Round thắng thứ 12 dành cho team Face Clan rồi. Một round đấu mà suýt chút nữa họ đã để thua. Nhưng khá may mắn cho Nico khi cò quay thành công ở dưới City để cho Carrigan đặt quả bom. Và suýt chút nữa thì Nico bị nằm xuống. 12-4 rồi. Có vẻ như map đấu đầu tiên sẽ là easy dành cho Face Clan. Ném smoke ra thủ 2B. Ba người rớt thẳng lên long rồi. Quả này là bị chặn đầu đây. Guardian đã thấy ba người rớt long. Guardian quyết định là lùi trở về không đẩy lên nữa. Đó là những pha xử lý là an toàn. Họ đã có info là ba người đẩy long ở đây nhưng vẫn sẽ chơi chậm lại. Ở phía Carrigan. Không chính xác là ở phía Nico đang cầm 17 để thủ cửa tool. Smoya cũng đang cầm DE di chuyển ra khu vực mid. Sẽ làm gì đây? Carrigan cũng có mua AK. Của AK Jaguar với sticker Face Clan. Guardian đã mua trên tay mình sờ cao rồi. Lần này thì Big sẽ làm gì? Khi mà Face Clan họ đang khá bay ở trong map thi đấu đơ sai. Map này là map pick của Big. Nhưng mà họ đang để Face Clan nắc hoàn toàn. Đúng là một trận đấu phải nói là Face Clan họ được đánh giá cao hơn rất nhiều rồi Big. Một trận đấu hơn cơ. Tizian đẩy lá qua smoke hay không? Lộ vị trí đến Next rồi. Nhưng bây giờ thì đó là một tình huống đẩy lá qua smoke của Tizian. Và sau đó nữa thì Carrigan cũng bị vả mồm bởi Next. Smuya đứng ở trong bom side B. Quyết định là không rút flash ra. Không check đến từ vị trí của Nico. Bây giờ thì còn ai đây? Guardian cũng phải nằm xuống bởi Next. Và Chromeman hạ gục thành công được Next ở khi mà Next di chuyển vào trong bom side. 2-3. Chromeman có UMP45. Trong side là Smuya và trốn rất điếm. Không nhá ra một tí người nào cả. Nhưng bây giờ thì thầy giáo Ren hết shot thành công Smuya. Và cùng với đó Top Sen nằm xuống và chỉ còn lại một mình Gobby với AK ở đây. Gobby sấy tốt rồi. Chromeman nằm xuống và chỉ còn lại một mình thầy giáo Ren. Bây giờ thì sấy như thế nào? Yếu súng rồi. Sẽ rút ra. Ai là người chiến thắng? Và 7 giây còn lại. Chạy vòng quanh Sokola. Vấp lại rồi. 4 giây. 3 giây. 2 giây. Đặt bom vẫn thành công từ vị trí của thầy giáo Ren. 8 máu đối với 7 máu. Mỗi người một viên thôi. Và đó là Gobby thành công. Round thắng dành cho bên phía của team Big rồi. Tỷ số là 5-12. Quá hay. Face Clan họ đã có tình huống di chuyển và cover nhau. Nhưng khá đáng tiếc khi mà không thể thành công một tình huống xử lý quá nghiệp dư của hiệu trưởng Ren. Những cái pha khó thì Ren lại làm rất tốt. Nhưng những cái pha dễ nhất thì Ren lại đang làm khó chính mình. 17 máu, 18 máu. Ô. Có vẻ như là sập clean fit à? Thôi đây rồi. Tưởng sập clean fit. Rất may mắn khi đó không phải là sập clean fit. Bởi vì trận đấu này cũng đang rất nhiều được nhiều sự đón nhận của fan Face Clan. Smuya. Round thi đấu vừa rồi mà Next cùng với Smuya có những tình huống bắn khá tốt. Lần này thì Big họ sẽ phải chơi an toàn. Tizian vừa rồi đã headshot được Carrigan ở khu vực bom side B thì phải. Khi mà Carrigan có một tình huống di chuyển láo ở trong. Nhìn thấy cái đầu của ai đây không? Nhưng đó là cái đầu của Top Sen nhưng thầy giáo Ren không check tốt. Roman cũng ăn thêm một quả nết nữa, đau quá rồi. Còn 27 máu thôi. Lại còn phi ra tí nữa thì chém đồng đội. Ba người của Face Clan sẽ góc vào A-shot. Lần này thì ba khẩu Glock thì hơi khó.
Và chúng ta sẽ cùng xem Tap Sen ra, Tap Sen giấy và Tap Sen có para kill. Quá dễ dàng thôi. Bởi vì First Clan họ eco thì round thắng là dành cho Team Big, nhưng đã đơn giản. Có fan girl của Team Big. Nói chung là tất cả những team họ tham gia bán giải thì họ xác định là họ sẽ phải sử dụng teamwork thôi, chứ họ không bắn bait nhau đâu. Kể cả có không phải bait hay không, mà kể cả họ có kia sau quả nét này, TCN lộ ra vị trí, có lửa bung ra hay không? Nhưng có lửa bung ra rồi và chạy rất nhanh. Roman đã bị khấu, chỉ còn lại 36 máu thôi. Một quả lửa phi ra là quá hay. Face Clan họ đang có lợi thế 6 round rồi. Và xin làm ơn đừng tấu hai nữa. Hãy để cho trận đấu vâng xấy. Và đó là bắn xuyên smoke của Guardian. Smuya ăn chọn một viên AWP vào người. Bây giờ thì đứng rất điểm đến từ Tizian. Guardian lại một lần bị Tap Sen hạ gục. Thêm một quả lửa trả ra. Thấy gió lên đổi được mạng của Tizian rồi. Sau đó Chromen nằm xuống và Nico bắn lại lỗi. Nico đang làm gì ở trong khu vực A-Shot? Bắn lôi rồi. Hai đấu ba. Lượng máu của Guardian và Drain thì không còn nhiều. Đó là mạng dành cho Nex. Và bây giờ chỉ còn là mình thấy giáo lên. Tunnel không có người, thấy giáo lên quay mặt đi. Quá khó hiểu khi Face Clan xử lý quá trông trành, quá công kềnh. Và đó là những pha xử lý không cần thiết. Round thắng tiếp theo là thuộc về Team Mix. 12-7 rồi. Cả studio tối nay fan Face Clan, mà hiện giờ thì Face Clan họ đang tấu hài. Rất mong là những round đấu cuối cùng thì thôi đừng có tấu hài nữa. Em xin các anh ấy. Có phải Face Clan vừa rồi với con mặt rất tức giận của Nico. Nico thôi. 4DE 1 Glock. Với cái tên quen thuộc Diggle Clan. Diggle Clan thì bây giờ họ chơi 4 khẩu DE. 4 khẩu DE này mà lên bombsite và 3 mồm là quá dễ luôn. Họ có 3A. Họ có một người thủ CT để cover chỗ mid. Họ có 2 bombsite B. Khi mà bố pit back trở về, bây giờ quả nét ném ra đây. Quả nét khá đau nhưng gần như là không trúng ai cả. Máu vẫn còn rất nhiều dành cho Face Clan. Vị trí của Guardian sẽ thí. Guardian sẽ thí người trong tình huống này để câu hút lại những sự chú ý của Team Big. Vitech trở về bombsite A. Và bom hiện giờ đang quắc ở trong hầm B. Có thể sẽ là cố gắng di chuyển với quả bom này vào trong hầm B thôi. Đúng chính xác là quả nét đấy nếu như mà trúng thì sẽ là đau. Đúng là như vậy. Bởi vì quả nét ném ra tham minh khi mà 3 người đứng ngay sót thì chắc chắn là sẽ đau rồi. Nhưng mà khó một tình huống bắn là ném là trượt. Và bây giờ thì ta cùng xem liên tiếp tình huống đổi mạng của cả hai team. Và Big đã thành công khi thủ bom sai B quá tốt, bởi vì bên phía của team Face Clan họ chỉ eco thôi. Quả nét đấy, bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó lấy quả nét ra đấy thì mình đã nghĩ là nó sẽ quá đau rồi. Nhưng đến khi mà quả nét nó nổ thì lại không trúng ai. Nếu quả nét đấy trúng thì chắc chắn nó sẽ rất đau. Bởi vì quả nét mà ném thẳng ra shot như vậy. Xem nào, bây giờ thì Warden sẽ ngắm chi ở khu vực top mid. Sumuya cũng đang cầm ốp. Sumuya rất thông minh khi không có tình huống di chuyển ra. Nhưng bây giờ thì Sumuya có thể pick được mạng Warden. Rồi xong rồi. Nhưng đó là những tình huống trao đổi máu. Vẫn là trượt đến từ vị trí của Sumuya. Warden là người đã chơi tốt hơn. Yếu máu rồi, Sumuya chỉ còn lại 20 giọt. Đang là lợi thế hơn máu dành cho team Face Clan. Gobby đã có tí đeo để ý lòng. Cùng với đó là Tap Sen ngắm đằng sau. Rất nhiều những cổ động viên quá khích đã lên trên cao để kêu gọi những sự ủng hộ rồi. Có vẻ như là Berlin tòng tòng, Berlin tòng tòng đấy, cầm cái phao đấy xong kiểu ném đấy anh em không? Ném một quả lửa ra rất chí mạng đến từ vị trí Nico. Cấu được ba nửa máu, gần như nửa máu, hơn nửa máu của Nex. Thêm một quả flash nữa. Sẽ làm gì?
Lần này thì Rain cùng với các những người đồng đội của mình đang giữ lại A-Shot thêm một lần nữa. Hầu lại mid kê đẩy. Một cái map thi đấu đặt quá nặng vào kỹ năng cá nhân. Buff Laza nhảy thẳng của City pick người. Đó là thầy giáo Rain. Và Carrion cũng có cho mình cái mạng của Spoony. Tizian nhiều máu. Gobby ở trên side đây. Gobby nằm xuống rồi. Còn lại Tamsen. Tamsen đã double kill cho mình ở khu bomb side A. Chỉ còn lại một mình Tizian ở khu bomb side B thôi. Bây giờ sẽ ra thắng thứ 13 cho Fixland. Đặt bom cho Long thành công. Lùi hết trở về Long. Tazian chắc chắn sẽ phải lùi trở về City. Lùi trở về T-Bay để xếp súng thôi. Carrion bắn lỗi rồi. Có xếp xuống thành công hay không? 1-2 và quyết định của TGM có vẻ như sẽ là clutch. Có vẻ như sẽ là clutch nếu như di chuyển ra cửa B như thế này. TGM 25 máu. Và Face Clan cùng với đó là Guardian và Chromen đang có những hướng săn đuổi. Có lẽ như sẽ để cho Tizian xếp khẩu AK thành công rồi. Và bom sẽ nổ bom sai A. Round thắng thứ 13 dành cho Face Clan rồi. Tưởng chừng như đó sẽ là tình huống di chuyển ra cửa tunnel để trèo lên A-Shot Clutch nhưng không. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của Tapsen khi đã cố gắng làm đôi mạng ở bom sai A. Sau đó thì không chạy nổi qua cái tầm ngắm của Nico. Lần này Nico sẽ first pick long. Một cái spawn đẹp. Gobby quay mặt. Gobby không sao cả. Đó là một cái pha mà nhà chỉ ra một tí người thôi để ném quả bom. Guardian sẽ cố gắng di chuyển. Lần này thì Gobby sẽ đẩy lên long. Tizian là người đẩy B. Bây giờ thì Smuja cũng đẩy B. Nico yếu máu rồi. Khá may mắn cho Nico. Khi tù máu rồi không chết. Ném quả nết này ra. Nico quyết định đẩy lên. Nico phải nằm xuống thôi. Một tình huống đẩy lên quá hay của hai thành viên ở khu bom sai B. Lần này thì họ đang hơn người. Có info lên shot. Gobby ném một quả smoke ra. Bây giờ thì có lại nhảy xuống nữa. Bây giờ thì Bích đã bắt được bài. Đã bắt được bài của Rain rồi. Rain có những tình huống di chuyển nhảy xuống City để bích người. Và bích đã đứng rất điếm ở thời điểm đó. Không có cơ hội để dành cho Rain cố gắng bích người nữa. Lại là smoke tràn ra lòng. Chạy thẳng vào hay không? Ốp đang ngắm khá điếm và đó là Tapsen. Tapsen đổi được một mạng và Carrigan. Cùng với đó là Chromen phải nằm xuống. Bây giờ thì cuối cùng thì Guardian cũng bị hạ gục thôi. Round thắng tiếp theo là dành cho bên phía của team bích. Huấn luyện viên của bích đang cố gắng ủng hộ những người học trò của mình. 7-13. Sẽ có hai ốp đến từ team Big ở thời điểm này. Và Face Clan họ sẽ phải cố gắng thôi. Chỉ có 3 round nữa thôi thì họ sẽ giành chiến thắng. Nhưng bây giờ thì Face Clan vẫn chưa có tín hiệu giành lợi thế để quay trở lại. Vớ vẩn, bây giờ Nico chết biết ngay mà. Nico di chuyển hơi lao nháo ở top mid. Và Smuja có những tình huống kê tâm là cực kỳ thông minh. Nhảy thẳng ra đây, mỗi người kê một đường. Bắn ra rất nhanh đến từ vị trí của Tizian và Smuja. Lần lượt Carrigan và Chromen phải nằm xuống. Và chỉ còn lại một mình Guardian với giáp 1. Chắc chắn phải bắn thôi. Không nên xếp ở thời điểm này. Nếu như xếp thì sẽ không có tiền. Chắc chắn thì Guardian sẽ phải cố mà bắn. 1-5. Quá khó. Trên tay là DE. Đứng thủ rất sâu ở beat. Guardian bây giờ chỉ còn lại một mình đấu với 5 thành viên thôi. 5 thành viên của Big. Nhưng có lẽ thì Guardian sẽ phải xếp khẩu scout này. Ở round sau thì lượng tiền của Guardian có thể là đủ mua bom. Còn đối với Face Clan sẽ bị eco.
Roster Defense Clan họ sẽ lại eco một lần nữa. Round này thì có vẻ như họ bài hơi láo. 22 giây còn lại thời gian hiện giờ thì không ủng hộ cho Guardian một tí nào cả. Guardian sẽ di chuyển lên trên của Wayside. Bây giờ thì được ăn cả là ngã về không. Cố gắng check ở đây. Guardian đang di chuyển vào. DE là có. Nhưng bây giờ không nhìn thấy vị trí connect. Và đó là headshot được cái đầu của Guardian. Và tỷ số là 83 dành cho bên phía của team Twix. Quá khó. Fate đang có vẻ như hơi nhả cho các bạn đi vài. Chỉ mong là như vậy thôi. 13-10 rồi và trận đấu sắp chuẩn bị sang kèo over. Và những anh em nào mà đang bet kèo under thì có vẻ như là hơi run. Eco lại còn trắng hoàn toàn từ Fate Clan nữa. 10-13, một round thắng nữa thôi thì kèo thi đấu sẽ chuyển về là kèo thi đấu over. Mười mười ba dành cho Big. Lần này thì có vẻ như sẽ là tràn mid bởi vì eco trắng là hoàn toàn đến từ Fate Clan. Sẽ là tràn thẳng với A-Shot ở đây vì Tapsen và Crowman nằm đã có cho mình mạng của Crowman. Bây giờ Tapsen tap rất nhiều. Tapsen đã có triple kill rồi. Nhưng bây giờ thì Karrion sát đào Tapsen và Karrion sẽ phải đối mặt với Gobby là người cuối cùng vào round thắng thứ 11 dành cho Team Vic. Eco trắng hoàn toàn thì sẽ là không nhiều cơ hội dành cho Fate Clan. Có rồi. Cường thì sau khi các trận đấu vừa rồi thì đã về đi ngủ. Hiện giờ thì cũng đã là 1:30 sáng. Nói chung là kèo thể lực mà. Tầm này thì phải nói là phải cần những sự tỉnh táo. Đúng ra là phải ra gọi một cốc cà phê. Nhưng mà uống một cốc nước lọc này thì mắt nó cũng hơi díu. Lần này thì bên phía của Fate Clan họ đẩy long ra nhanh. Có Karrion đẩy, thủ đến 3 long nhưng Karrion đi đầu tiên và chết lẻ luôn. A-Shot đã tràn vào rồi, hút rất nhiều người cùng bom sai A. Đổi mạng rất nhanh. Bây giờ thì làm gì? Tapsen nằm xuống, Guardian cũng có cái đầu của Tizian. Next đang tap rất nhiều và Crowman có được một kill cho mình. 2-2. Ở thời điểm này thì A-Long vẫn còn người. Mình liệu rằng có biết hay không? Quả nét này ném vào. Rất may mắn thì Crowman không nằm. Đặt bom A-Shot là an toàn dành cho Fate Clan. Và cơ hội nâng tỷ số lên là 14 round là ở đây. Smuja ở City. Guardian có vẻ như sẽ biết. Đang cố gắng bỏ trườn. Check đi rất nhiều. Guardian dính flash. Bắn trượt rồi. Bây giờ thì thêm một flash nữa. Nhưng Guardian vẩy tốt và Sumuya nằm xuống. Và chỉ còn là một mình Gobby thôi. Thì Crowman headshot thành công Gobby với 12 máu của mình. 14-11 dành cho Fate Clan. Quá hay. Khi đó là một tình huống mà Karrion di chuyển một A-Long là có chủ đích. Để ba người của team Big họ lại chạy ra quá nhanh. Vâng, fan của Fate Clan đã đứng lên và gáy rất to. Next đã có những tình huống tap khá tốt nhưng chỉ đổi được 2 thôi. Và Guardian đã tỏa sáng. Karrion có vẻ như round vừa rồi là hét hơi to. Nico sẽ là key round rồi. Key round dành cho Fate Clan. Nếu như Fate Clan giành chiến thắng round này, round đấu sau Big sẽ yếu tiền và Fate Clan có cơ hội kết thúc trận đấu với tỷ số là 16-11. Tưởng chừng như trận đấu là dễ nhưng bây giờ thì họ đang làm khó đi rất nhiều khi mà dẫn Good Hap tỷ số 11-3 và sau đó thì để Big comeback lên 14-11 rồi. Gobby đang bò trong smoke. A-Long có vẻ như Gobby di chuyển lên và lộ tiếng đi và Crowman giấy trước. Chắc chắn sẽ phải lùi về thôi. Lấy lại tầm nhìn cho mình. Guardian có một tình huống tech mid quá nguy hiểm. Liệu rằng Guardian có làm được gì hay không? Không có ai đẩy ra cả. Một quả lửa ở đây thôi xong rồi. Quả lửa này té ngay. Dập lửa ở đây là tốt rồi. Và ném thêm quả flash nữa của người đồng đội của Bombsite B là an toàn. Guardian bắt buộc trở về thôi. Chạy thôi. Đứng lại làm gì nữa. Chúng tôi cần buff Storm. Đúng như vậy anh em ạ. Chúng tôi cần buff Storm. Bây giờ thì sẽ là những tình huống sấy rất nhiều ở mid và Tizian bắn yếu được Guardian. Guardian chỉ còn là 3 máu thôi. Nico, Ren nằm xuống với Gobby. Gobby đã di chuyển ra A-Shot rất kịp thời.
Carrigan đang di chuyển ra. Tại sao Carrigan chỉ còn lại một xe Z? Carrigan tắt vào mồm của Tizian. Vẫn còn một người nữa ở City. Carrigan đi rồi. Và đó là tình huống triple kill của Gobi. Cùng với đó là sát down từ vị trí của Croman. Bây giờ Croman sấy ở mid. Và Next là người thành công. Và chỉ còn lại một mình Warden thôi. Và ba máu thì sẽ xếp xuống. Và round thắng thứ 12 dành cho Team Big. Lại là một round đấu khó nữa rồi. Key round không ăn được. Overtime là đến rất gần. Và thôi xong rồi, bắt ở đây đến từ Subuya. Không nhìn thấy đâu. Không nhìn thấy đâu của Guardian rồi. Và vừa rồi có thể nhìn thấy đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng một tình huống không tập trung của Subuya. Round thắng thứ 12. Trận đấu chúng ta đang trôi về những phút căng thẳng nhất. FaZe Clan họ yếu tiền. Không nhìn thấy, khá may mắn cho Guardian khi không nhìn thấy cái đầu bé tí. Có vẻ như cái đầu vừa rồi là kiểu nó trùng với cái màu của cái sàn đất quá nên là không nhìn thấy. Trận này đúng Nico, nói chung là bắn hơi ngáo một tí. Đây là trận đấu thuộc về Croman, thuộc về Rain. Nhưng mà Nico cũng có những cái pha tỏa sáng nhất định. Vừa rồi thì đẩy lên mid quá nhanh của bên phía Team FaZe Clan. Tapsen và Subuya, mỗi người có cho mình một mạng. Và Nico một lượt lại chết chay. Móc ra hơi vội vàng cái từ thầy giáo. Và sẽ là làm gì? Bây giờ Rain đang bị sấy và hút rất nhiều đạn của thầy giáo Rain. Tizian là người đã phải nằm xuống rồi. Thêm một quả đết ném vào trong sai. 3-3, 3-4. Có một em phò. Bom vẫn chưa đặt và Carrigan nhảy trách. Bom đang di chuyển về. Và có vẻ như FaZe Clan họ thủ sai lần này. Họ thủ cái bom sai để đặt bom hơi khó một chút. Đã lộ bom ra. Guardian đang di chuyển vào đặt bom. Lần này thì có đặt bom thành công hay không? Một quả flat boom ra để thấy giờ Rain pick mạng. Bây giờ Rain ra đây. Rain sấy quá lỗi khi tại sao không sấy những người tầm gần hơn. Và chỉ còn lại một mình Guardian thôi. Lại là những tình huống chơi lỗi của FaZe Clan. Họ đang tấu hài một cách hoàn toàn. Bây giờ thì làm gì? Và swap là tốt đến từ Subuya. Refight trước rất tốt. Và Guardian là người đã phải nằm xuống. Và tỷ số đã thuộc về bên phía của Team Big rồi. Big are gonna get obsolete. Ban gật out now. Ok đút. Thông báo đến từ Thorin. 99 ESL1 game like cái gì đó mình chưa kịp đọc. Một round đấu mà FaZe Clan họ không tận dụng nổi. Đã ở trong sai rồi thì trốn đi, lại còn nhảy check. Bây giờ sẽ là như thế nào đây? Rất nhiều fan gầm, vâng, xăm cả mic lên trên tay luôn. Không, đây là sơn thôi, không phải là xăm. Một bộ xương cùng với đó là logo của mic. Len lỏi trong fan của team mic thì có sự xuất hiện của team Archelit nữa. Có vẻ như Archelit ngày hôm nay đã phải nằm xuống rất sớm rồi. Và vừa rồi thì Nico cùng với 5 người của team FaZe Clan đã tràn vào trong khu bom side B, chiếm được side rồi. Bây giờ thì sẽ retake như nào đây? Subuya đẩy láo qua smoke, nhưng Croman có vẻ như nghe thấy và Subuya đã nằm xuống. Round thắng thứ 15 đang đến rất cận kề. Round thắng thứ 15 đến rất cận kề với FaZe Clan. Nhưng ở round đấu sau thì Big họ không yếu tiền. Round này họ sẽ xếp. Next đứng đầu bảng với 30-17, gánh kèo là rõ. Carrigan và Nico đang đứng top frag với 22 và 21 frag. Roman 14-17. Map sau sẽ là map trên, map pick của FaZe Clan. Lần này thì Big họ sẽ di chuyển về khu vực cửa long để có bắt súng, nhưng bom đã nổ rồi. Match point dành cho FaZe Clan. Chúng ta sẽ cùng xem là cái round đấu này, round đấu thứ 29,
cần một sự tỏa sáng của một cá nhân nào đó để kết thúc trận đấu. Còn nếu không sẽ tiếp cận rất gần với overtime. Round tận thứ 29 rồi. Di chuyển ba lòng, dính rất nhiều flat ở đây. Vẫn có thêm những quả flat được ném ra, rất nhiều người yếu máu. Và lần này Face Clan họ lại bỏ qua cơ hội này rồi. Sẽ là làm gì? Mất đi cho mình một người, Clan gần chỉ còn lại 29 máu thôi. Đã biết rất nhiều lần là di chuyển ra lòng, nó có hai người để bút flat rồi, vẫn đâm đầu ra được, sợ thật. Và bây giờ thì Guardian cũng bị hạ gục bởi Smuya thôi. Quá khó. Vâng, hai đấu bốn bút flat ra rồi xong. Smuya vẫn chưa nằm xuống, vẫn có những người đồng đội của mình ở đó. Một quả lửa ném ra, không có ai pick cả. Số mốc che rồi, và lần này thì sẽ là di chuyển vào khu bom sai nào. Bom đang đi ở tunnel, một mình vị trí của Nico sẽ di chuyển ở mid. Một đơn lẻ nhưng hơi khó khăn, xấy hai người. Tizian có cho mình được một mạng, và Tizian có cơ hội có double kill, và đúng là như vậy. Round đấu thứ 14 dành cho team Big, và sắp đến OT rồi. Round đấu cuối cùng ở đây. Round đấu cuối cùng, một round đấu quan trọng dành cho Face Clan. Họ mua, chắc chắn họ phải mua súng. Còn lại thì Big vẫn sẽ trung thành với hai khẩu ốp thì phải. Thì cuộc bắn tốt của Tap Sen đổi hai mạng. Mặc dù nhảy lên check đến từ Carrigan nhưng hơi khó. Đừng có đẩy sớm tội em. Đang có timeout đến từ bên phía của Face Clan. Cái pau quan trọng này 16, 14 hay là 15 đều, chúng ta sẽ cùng xem. Lần này thì có vẻ như Face Clan họ đã bắt bài được bom xoay long ở khu bom A. Nhưng có biết gì hay không đây. Mình đang nhảy check ở cửa lòng rất nhiều. Vào. Vớ va vớ vẩn. Làm cái gì đây? Đang có lợi thế mà what the fuck? Tại sao lại di chuyển vào như vậy? Đến từ tình huống mà Gobby đẩy lên lòng. Lóc Gobby đã bị lừa trong tình huống vừa rồi. Khi mà không ai di chuyển ra lòng quá sớm và nhảy check đến từ vị trí của Gobby. Sau đó Gobby có tình huống đẩy quá láo. Đẩy vớ va vớ vẩn. Táp xe đổi được một mạng của Carrigan. Thêm quả flat bút ra. Xe ô tô rồi vẫn đang còn người. Quả smoke ra nữa, shot là đẹp. Có lửa rồi. Lần này thì Nex sấy tốt. Không phải Nex sấy tốt, mà đó là Chroman sấy tốt hơn. Tizian đang sấy. Tizian và Táp xe mỗi người có chung một mạng của Táp của bên phía team Fake Land. Và hai đấu ba bom xe ai rồi vẫn có người. Vị trí mà Nico đang di chuyển đó chính là iShot. Khả năng cao sẽ là OT. Nếu như Nico chết ở cái tình huống này thì sẽ là OT thôi. Rồi xong, Nico chết rồi. Chỉ còn là mình qua điểm thôi, và đó là OT dành cho team Big. Họ đã comeback một cách ngoạn mục từ 11-3 và bây giờ là 15 đều. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi OT đến từ cả hai team. Quá hay và quá gắt. Có vẻ thì bây giờ sẽ là bắn luôn. Sẽ là bắn luôn sau ít phút nữa thôi. 16.000 tiền. Có vẻ như Face Clan họ đang thả hơi sâu, thả độ hơi sâu rồi. Guardian cầm ốp ra, pick lock nhanh, bắn lại lôi. Và lửa đang đốt rất đau. Có ý định hầu lại nhưng không thành công.
Chúng ta sẽ phải trải qua 6 round thi đấu OT. Khi mà Face Clan họ giành chiến thắng ở những round đầu tiên với tỷ số chỉ có 12-3 thôi, 11-3 thôi. Đến khi chuyển sang bên phía T-side thì có vẻ như họ đang bắn lỗi hơn. Sẽ xây như thế nào đây, và đối mặt với Red đang là Tizian. Có cái đầu của Tizian rồi. Ở trong khu vực điểm thì cũng là Skuja phải nằm xuống. Red đang cố gắng xoáy, đang cố gắng đẩy mid lên đến từ vị trí wide đây. Và đó là copy. Nico bắt copy hoàn toàn. Map pick nữa, ai là map pick của team Big nhưng mà họ lại đang để thua. Liệu rằng Snake có xếp cho mình cái khẩu súng này hay không? OT đầu tiên đã thuộc về bên phía của Face Clan rồi. 16-15 dành cho Face Clan. Bắn quá cục và quá căng thẳng. Mà OT xếp cũng được thôi mà, còn sao đâu, tiền thì mua vào round sau thì vẫn nhiều. Round thi đấu thứ hai của OT 6. Xin lỗi các bạn, là của OT 1, round có 6 round đấu. Lần này Tassen đẩy shot lên láo rồi, và Tassen có cho mình mạng của Kalion. Đang cố gắng di chuyển ra cuối shot thì phải. Một giờ 44 phút sáng. Và lần này thì Face Clan họ đang để game đấu trở nên khó hơn. Chán lấy shot ư? Ý định của Face Clan có lẽ như sẽ đánh vào ấy shot. Bây giờ thì Tapsen đã thủ chặn lại với hồ ốp này. Hôm nay thì thật sự mắt mình nó cứ bị mờ mờ gì anh ạ. Bây giờ chúng ta dùng xem là Fake trả lời cho bom sai. Elevator mới có người hay không? Red cũng chỉ có 9 máu thôi. Xong rồi Elevator có táp sen với khẩu hôm này. Lính flash ra rất nhiều, không thể đổi được mạng đến từ team Test Clan. Bắn tốt đến từ vị trí của Nico. Bom sai B đã trống, có một smoke ném ra, nhặt bom sai B và trở về vị trí quen thuộc của anh em mình thôi. Nhưng Nico cũng đã phải nằm xuống, và cùng với đó là Warden. Tỷ số là 16 đều. AG bỏ T được chết. Có gây gắn đến từ Nico, có gây gắn đến từ Ren. Có vẻ như sẽ là chơi cục rồi. Tôi đã thấy có gây gắn. Chúng ta sẽ cùng xem round đấu tấu hai nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Vâng, hai ốp. Hai ốp, hai gây gắn. Garigan bắn cái gì? Garigan bắn AK thôi, xong rồi. Bốn ông đây spam ra mid. Chạy đi đâu? Chạy đi. Một người vẫn qua được. Chỉ có một mẹ thôi. Một B thôi anh em ơi, một B. Rồi móc vào, ném lửa ra.
sẽ xem là làm gì. Bây giờ thì ngắm tunnel quá điếm và có vẻ như Carrion đã biết. Nếu như Carrion ra di chuyển ra thời điểm này thì Carrion sẽ quá khó và mất đi lợi thế về người. Carrion đang làm gì? Chúng ta sẽ cùng xem. Flash lỗi à? Tapsen đang cố gắng thủ với Gobby ở cung vây shot. Và liệu rằng nghe thấy tiếng rồi? Họ đã nghe thấy tiếng. Hey, Next đang trốn ở xe. Có một flash bút ra nhưng không có lửa ném vào xe ư? Bây giờ thì Nico ném lửa vào xe, dập smoke, không dập smoke, giữ lại smoke và bị cống đi nửa máu. Đục là rất đau. Bây giờ thì Next đang bị đục. Next đang bị đục và Clawman đã bị cắn rồi. Có vẻ như Next đã có một tình huống di chuyển ra là cực kỳ thông minh. Và Clawman là người nằm xuống. Thế giới lên spam phẫn nộ nhưng không thể cứu lại người đồng đội đã hy sinh. Hiệu trưởng của chúng ta đã ký quyết định đổi học của Next, nhưng mà Next bây giờ vẫn đang hấp hối. Mới chỉ trừ 99 thôi, còn rất nhiều máu. Guardian vừa rồi đã có mạng của Tizian, nhưng Copy tình huống di chuyển ra smoke là thông minh. Cùng với đó là Next. Bây giờ thì cuối cùng thì hiệu trưởng Red cũng đuổi học thành công Next rồi. Và cùng sau đó nữa thì Tapsen cũng bị hạ gục bởi Guardian. Nhảy lên là thông minh. Chỉ còn lại hai người bên phía của team Big mà thôi. Red nhiều máu. Jump shot 5 giây còn lại. Bỏ qua smoke, lộ ra rồi. Và đó là mạng dành cho Nico. Vừa nhảy lên rất tốt đến từ vị trí của Smoja. Bây giờ Smoja không có cơ hội. Và good help dành cho Fast Clan với tỷ số là 17-16. Spam quá phẫn nộ rồi. Đúng là Spam phẫn nộ à. Có thấy xây mãi vào đây. Nó đổi vị trí rồi vẫn cố xây. Nico quyết định là rút dao ra định nhảy xuống, nhưng mà khá đáng tiếc khi mà ở đấy thì phản xạ của Sumuya là rất nhanh. Lần này thì bên phía của team Big sẽ có hai ốp, có lẽ như sẽ là một ốp kê long, một ốp kê mid. Cameraman đang di chuyển. Tua camera. Smuja có vẻ như đã kê thân mình để đục. Ở ngoài kia thì rất nhiều người đang theo dõi bóng đá. Âm thanh ánh sáng đầy đủ. Rất may mắn là không bị lọt vào trong này. Di chuyển ra được đến đây long rồi. Và Gobby đang đứng ở quả smoke này là quá điếm. Nếu như mà cái vị trí của Rain mà di chuyển ra thì khéo Rain sẽ phải nằm xuống đầu tiên. Nico lại bắn ốp trượt. Ngày hôm nay không hiểu sao Nico bắn ốp toàn trượt thôi. Thêm một smoke, thêm một flash nữa. Búp ra đây. Có vẻ như đó là đứng điếm đến từ Karagan, nhưng xấy là quá lỗi rồi. Hiệu trưởng lên đằng đó. Guardian đỡ được một mạng của Smuja. Gobby đã trốn về được pit. Lần này thì trốn sẽ là phải điếm, không cần phải đứng CT. Tôi nghĩ ở round này thì sẽ cố gắng đánh A thôi, bởi vì đã hô ông sai lâu như thế này rồi. Thì với những cái vị trí mà cái team họ đẩy lên thì sẽ phải cố gắng pick người và thậm chí là đổi người hoàn toàn. Cả hai người của hai team đều xấy lỗi. 17-16, Fast Clan đang dẫn một round. Nico lại chết chay. Đúng là như vậy, Nico hôm nay bắn toàn chết chay thôi. 3-4 liệu rằng có lợi thế cho mình hay không? Nhưng đó là một tình huống di chuyển quá lỗi của Guardian. 2-4 thời điểm này thì quá khó rồi. Nó sẽ là thằng thứ 17 ư? Rain vừa rồi đã có cho mình mạng Gobby. Lần này thì lộ ra cái đầu. Táp xe đã bị táp rồi. 3 người. Ấy lòng có 1. Thế giáo Rain nằm xuống với Táp xe. Bây giờ chỉ còn lại một mình Roman với Tizian và Táp xe rồi. Nhảy check. Nhảy bắn tiếp. Aelong vẫn có người. Nhìn cái đầu rất rõ ràng. Đó là tap tốt đến từ vị trí của Tazian. Tỷ số vẫn đang được rút ngắn lại, xuống còn 17 đều. Liên tiếp thì Hoàng ăn miếng trả miếng. Vớ vẩn lại OT2. Vớ vẩn lại OT2 rồi.
nhìn thấy một người. Người đen này chỉ bắn yếu mà thôi. Lửa bom xe B sẽ là an toàn. Roman thì cũng đã yếu máu, cùng với đó Smunya cũng yếu máu. Do Red Buff flat ra. Nhưng rất đáng tiếc thì không có ai đẩy mid cả và chỉ ở lên A-shot mà thôi. Có lửa chè ra rất sâu. Còn tầm này OT5 hiểu chết. Bây giờ thì Nico là người thì nhìn thấy nó copy đầu tiên. Có lẽ Nico bắn sẽ ổn thôi. Phong độ của Nico sẽ ổn ở thời điểm này. Trận đấu World Cup đã hết một hiệp rồi. Trận đấu CSGO chúng ta thì vẫn chưa hết một hiệp. Có rất nhiều smoke của trả giấy shot. Lần này thì có di chuyển được vào hay không đây? Có mạng dành cho Nico rồi và Tap sẽ là người nằm xuống. Nhưng bây giờ thấy giáo đêm bị đấm bồn bởi Tizian. Còn lại ai đây? Có mạng tiếp theo cho Nico và triple kill. Bây giờ thì Nico có cơ hội ace cũng không rồi. Và đó là mạng cho Carrigan. Khi Smuja là người di chuyển ace shot cuối đi lên. Ace shot là cuối và đó là round thắng tiếp theo dành cho bên phía của team Face Clan. Max Spoil là ở đây rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem là Big họ làm gì. Đang quá đều. Trận thi đấu bán kết đang diễn ra khá căng thẳng. Hai team đổi bên cho nhau. Hiệu trưởng lên đang có những đồ di chuyển ra. Warden đang kê qua điểm, Warden lại bắn lỗi. Warden đã bắn lỗi trong pha súng vừa rồi. Bây giờ thì Comment có double kill cho mình. Và nay sẵn đào được Carrigan. Comment đang ở đâu? Cơ hội GG là ngay đây rồi. Ba đầu ai? Next, Gobby. Cùng với đó là Warden và Nico. Rotate trở về thôi. Bom đang di chuyển vào rồi. Ngắm rất điểm đến từ vị trí của Nico. Và Nico sẽ là key player thời điểm này khi đang có một cái góc nhìn vào bom sai là đẹp nhất. Ta sẽ cùng xem là họ triển khai tấn công như nào. Và Nico đã có cái đầu của Nex rồi. Và bây giờ chỉ còn lại mình copy thôi. 19-17 đang đến rất gần với Face Clan. Có lẽ như sẽ là 19-17 thôi. Bom vẫn chưa được đặt. Và đó là mạng dành cho copy. Bây giờ thì một đấu hai. Chạy đi đâu đây? Và GG rồi. Tỷ số sẽ là 19-17 dành cho các thành viên của team Face Clan. Những khuôn mặt khá thất vọng của cổ động viên team Big và cổ động viên mặc áo team Nip. 19-17 là tỷ số ở map 1. Quá hay rồi. Vâng, kèo đấu phải sang đến OT. Round vừa rồi mà thua nữa thì đúng là lỗi dành cho Warden. Cần phải chấn chỉnh lại ngay và thậm chí là có thể kích luôn. Bắn lỗi. Face Clan đang win trận 1. Gãy rất to. Ngày hôm nay thì không có sự xuất hiện của anh Dung ở đây. Anh Dung thì đã đi về nghỉ rất sớm rồi để mai chuẩn bị sức.